giá điên rồ chân đế màn hình của Apple. Tại hội nghị các nhà phát triển thế giới, WWDC, đang diễn ra tại Mỹ, Apple đã giới thiệu máy tính Mac Pro thế hệ mới với mức giá 5.999 đô la Mỹ, cùng thiết kế hoàn toàn mới mẻ so với Mac Pro thế hệ cũ. Bên cạnh đó, Apple còn ra mắt màn hình máy tính Pro Display XDR có giá lên đến 4.999 đô la Mỹ. Tuy nhiên điều đáng nói là màn hình máy tính đắt đỏ này lại không được bán kèm với chân đế mà người dùng sẽ phải chi ra số tiền lên đến 999 đô la Mỹ để mua phần chân đế dành cho màn hình máy tính này với tên gọi Pro Stand để có thể sử dụng. Việc Apple tách rời phần chân đế và màn hình ra để bán riêng với mức giá cắt cổ đã khiến không ít người cảm thấy không hài lòng, bởi lẽ chân đế đi kèm màn hình là điều hiển nhiên, trong khi đó mức giá 999 đô la Mỹ là quá cao cho phần chân đế của màn hình, khi mà với số tiền này, nhiều người hoàn toàn có thể tự xây dựng cho mình một chiếc máy tính hoàn chỉnh với cấu hình mạnh mẽ. Việc bán chân đế màn hình với giá cắt cổ cùng với thiết kế có phần lạ mắt của Mac Pro mới của Apple đã trở thành chủ đề chế ảnh và châm biếm của cư dân mạng trên toàn cầu. Phạm Thế Quang Huy